Hello, xin chào tất cả mọi người. Hello. Thì hôm nay gia đình Ngọc sẽ đến với mọi người bằng một cái video clip unbox mở hộp iPhone. Yay! Yay! Không mày miếng ai? À đâu đâu đâu, thôi, ngồi ngồi ghế ba đi mày làm. Thì á, cái sự việc là nó như vậy. Đây là cái điện thoại mới nhất. This is the iPhone XS baby. Ngọc cũng không biết điện thoại XS Max. Đây cái điện thoại này gọi là XS Max. 256. Màu này là oh it's gold. Gold. Là màu vàng 256 GB. Nè. Cái chuyện nó là như vậy. Cái điện thoại của chồng Ngọc là điện thoại 7S bự, ảnh xài cũng được mấy năm rồi. Mà nó muốn đổi điện thoại. Cái tự nhiên hôm qua hôm kia này tự nhiên cái là cứ tắt, tự nhiên đang xài cái tắt nguồn, tự nhiên là đang xài tắt nguồn. Là ảnh sợ cái do cái pin. Rồi cái bữa nay nè, ảnh có mới có ngày nghỉ anh đi lên cái thẳng Apple á, thì Apple bỏ vô chỉnh sửa bỏ vô coi cái bệnh gì á. Thì Apple đi ra mới nói với chồng mình là cái này nó bị lỗi cái phần mềm gì mà không thể nào sửa được. Đó. Cái ảnh nói giờ không sửa được làm gì? Giờ phải cái Apple nó bây giờ là tao lấy lại cái điện thoại này của mày là 300 đô. Đó là tao lấy điện thoại này lại tao trả mày 300 đô. Rồi phải đưa cho nó thôi chứ giờ biết sao, tại đâu còn sửa được nữa. Thì giờ ảnh mới lựa cái điện thoại khác. Thì đây Ngọc cũng từ hồi bữa cái XS này ra Ngọc cũng coi sơ sơ chứ Ngọc không chẳng biết có gì trong cái XS này nữa. Mà nói chung các bạn ơi, Apple giờ xài chán quá trời, xài xong vài ba năm cái là hư, xài xong vài ba năm hư chán thiệt á. Lúc mà mấy tháng trước mà Ngọc đổi điện thoại á, Ngọc không, cái điện thoại mới nhất của mấy tháng trước là iPhone 10 mà Ngọc không có thích iPhone 10. Tại vì Ngọc thích xài cái nút home mà chứ Ngọc không có thích mà quét mất cái nút không, Ngọc không thích. Nên Ngọc không lấy iPhone 10. Thế Ngọc thấy iPhone dạo này sao xài mau hư quá. Nên không thích. Thôi nè. Bữa nay thì nói chung đúng rồi. Thì quên. Thì cái điện thoại này là how much was this phone? $1,000. $1,000 or $1,100? It was like $1,300, and then it was $1,000. Oh. Because we had to pay $1,000 or $700. Because that was for the 64 GB. Okay. And that wasn't enough. That was enough memory. Cái điện thoại này là 1,300 bà hai, chứ không phải là 1,000 nãy anh tưởng 1,000. 1,300 cái điện thoại này. Oh. So much money. Yes. Thì đưa cái phone kia vô là từ 300 đô còn điện thoại này 1,000 đô. Là Ngọc bù vô là cỡ 23 triệu đó. Còn mà nếu mà cái giá chính thức của 1,300 là chắc 26 yeah. 7 triệu gì. Oh. So my cái này cái tiền này là cái tiền mà để mua cái này là cái tiền không mong đợi. So my jet black 7 plus 126 GB phone kept this last week kept restarting itself randomly. Yeah. In English too. So I want to tell people too, it's my phone. Okay. I thought you didn't know that it was a chồng Ngọc mới vừa kể lại câu chuyện là cái điện thoại ảnh bị hư mà. Rồi. They said it was a problem with the phone. Tưởng cái điện thoại này 1,000 ai ngờ điện thoại này 1,300 lận. Trời ơi. Not repairable. Ooh, my chin is. Nãy giờ my chin is tooey. Đây bây giờ Ngọc sẽ mở điện thoại này ra. Nói chung là cái điện thoại này đó Apple đã mở ra rồi để là chuyển những cái thông tin của điện thoại cũ lên vô á, nên mở ra rồi. Đẹp bài. Wow. Take the wrapper off. Đây là mọi người điện thoại nè, màu gold, thấy không? Take the wrapper Ngọc off, không biết. Ngọc nói thiệt với các bạn là điện thoại Ngọc với chồng Ngọc là không ai đụng vô của ai đó. Ảnh không bao giờ đụng vô điện thoại Ngọc cũng không bao giờ đụng vô điện thoại ảnh. Rồi nãy giờ cầm tầm 7 giờ bấm tùm lum rồi nè. Rồi bây giờ ghét xài điện thoại này là vậy đó. Đây, rồi ở trong đây thì cũng có y như thường thôi. Một cái dây sạc nè, một cái dây sạc pin. Với lại cái tai nghe với cái đồ chè sạc. Không đó, baby you should have shown everybody. I took the wrapper đó. Chồng Ngọc là anh mở cái giấy ra rồi đó. Thấy không? Cái này giống như cái mặt kiến, mặt gương vậy nè. Mà cái này á, mà phải là không có cái ấy ra cái gì đó. Cái gì miếng ớp á, là bể. Baby, you have to be really careful. For the next two days, the charger comes Monday, or the case comes Monday. Really, really careful. Ngọc nói chồng Ngọc là phải thật là cẩn thận.
chứ không ấy là cái này sao mở đây. Cái này giờ vậy là hết xài fingerprint rồi, no more fingerprint. No more fingerprint. Dạ hết xài cái mà cảm ứng bằng dấu vân tay rồi, bởi ghét vậy đó. Mà để coi chụp hình có đẹp không các bạn? À, để chụp cho chay tấm hình nha. Một, nhìn đây đây chay, hai ba cười. Đó. Các bạn coi chụp tấm hình nè. Oops. Gì đấy? I got it. Nè. Đó, người thấy chụp hình đẹp chưa? Đó, chay nè. Oh, chay đi, chay đi. Trời ơi, điện thoại gì? Like iPhone nó ngập thấy càng ngày càng mắc. Mà ăn rồi cứ lỗi hoài, ăn cứ lỗi làm hoài. Lỗi rồi cái sửa lỗi, ăn rồi cái lỗi rồi cái xin lỗi hoài. Khổ ghê. It's so expensive. So expensive. Baby, I didn't want... Ông không chịu luôn. Trust me, I didn't want to buy it. I was going to keep that 7, yeah. But they told me the 7 was a logic board failure. Chồng Ngọc anh cũng muốn đổi nữa, đổi cái iPhone đó ngày xưa hay chồng một thích đổi lắm, ra là ưng đổi cái tên nhưng càng ngại thấy càng công nhận là design thì có phần sang trọng hơn nhưng mà cuối cùng thì nó cũng y vậy à, không có gì khác á, cái đổi riết cái chán, giờ hết muốn đổi rồi. Cái này là hy vọng là cái này sẽ lát chồng Ngọc thêm được 2-3 năm nữa, chứ bây giờ điện thoại tốn tiền quá, ba cái này đâu có cần thiết gì, chỉ cần nhắn tin với chơi game chứ gọi điện thoại thì chứ đâu có làm gì hôm nay. Facebook thì bậy tầm bạ chút xíu vậy đó, rồi xong. You smell good. Baby, did you take all the stuff out from the car? Except the rice. And whatever was the rice was trapped. Bahai was trying to find the chicken. The chicken's out there. Really? Bahai, cái con gà ngoài xe, Bahai. It's stuck underneath the rice behind the toilet. Oh, okay. So, we'll take it out tomorrow. Rồi, để Ngọc coi mấy cái nút bên này. Mấy cái nút này là nút âm lượng nè, lên xuống cũng vậy, tắt âm thanh này cũng bên này, rồi tắt nguồn thì cũng bên này. Since there's no button to press on the bottom to shut it off, you have to hold the two top buttons like. Really? These? Yeah, like that. And screenshots are like that too. Là khi mà cái điện thoại này á là các bạn nào có rồi biết rồi, còn cái này là Ngọc chưa có học, không có xài này không biết, nhưng mà chồng Ngọc nói mà muốn mà chụp lại cái hình của cái màn hình á thì phải giữ hai cái nút hai bên này nè. Đó, bấm nút này với nút này trùng lúc rồi chụp lại cái màn hình ha. Các bạn thấy còn mới chụp màn hình không? Vậy chụp lại nè. Bấm hai nút hai bên nha. Đó, chụp hình lại rồi đó. Là vậy đó. Còn mà muốn tắt nguồn á thì phải đè hai nút hai bên luôn hả? Đó, thì vậy đó. No. Đẹp, nói chung là đẹp thì rất là đẹp mà tốn tiền quá, nhiều tiền quá. Yeah. There was only three colors. Silver, gold, or black, or like a gray. Really? Only three colors. Chồng Ngọc nói chỉ có ba màu thôi. Màu vàng, gold. And gray. Gray. Màu vàng. Gold and silver. Màu xám. Với lại màu bạc. Màu bạc là giống màu trắng đó, bạc. So I picked the gold. I was gonna pick black. They had black, but they only had like space gray. Oh. Các bạn ơi, cái điện thoại này nếu mà 64GB á, baby, what was $1,000, 64? Yes, the 1,000 for 64, 12 for that, and 15 for 512. Wow. Cái điện thoại này á, nếu mà 64GB á, thì là $1,000. Còn mà cái gì đó, cái điện thoại giống như của anh, cái chồng Ngọc á, là 12.000 mấy, là 1.200 mấy chục á. Rồi mà còn mà 512GB á là 1,500. Đó, dễ sợ không? Và hai đứa mà hai dễ sợ, mà hai đứa lắc đầu luôn mà. Cái điện thoại biết sao các bạn? Bây giờ có con chay rồi đó. Nên là không muốn chụp hình nhiều. À mẹ. À hai gỡ này ra. À mẹ. À mẹ. À mầm mầm. Mầm gì? Hầm mầm. Bây giờ có con trai cần chụp hình nhiều nên là cái điện thoại Ngọc với chồng Ngọc mua cái lượng, cái dung lượng nó nhiều lắm, mà cái dung lượng càng nhiều thì tiền càng mắc các bạn. Mầm. Đó, chồng Ngọc là có điện thoại mới là từ chiều giờ là cứ giống như là khi mình có điện thoại mới thì mình dập quá, gọi là dập quá. Dập vậy đó. Ted, Chris, think there's enough there? No. Gotta come back for 8 more. Đó.
Thì thôi, thì cái video clip này Ngọc không biết là nói chung là có điện thoại mới mà không có lần nào mà hồi đó Ngọc có cái điện thoại iPhone 8 á. Ngọc cũng làm cái clip Ngọc đăng cho các bạn coi á. Cái clip á, cái tựa đề là có điện thoại mới không biết vui hay buồn. Cái iPhone này chắc cũng vậy luôn á. Có điện thoại mới không biết vui hay buồn. Tốn tiền nhiều quá. Đó, thì mở cái điện thoại mới, cái điện thoại này là mới nhất của Apple nha các bạn. iPhone XS Max. Đó là cái điện thoại mới nhất của Apple, đó là mở unbox sẽ cho mấy bạn cùng xem. Thì hy vọng là mấy bạn thích cái video clip này nha. Thì còn ở Việt Nam mới giá nhiều thì Ngọc không biết. Cái điện thoại này giá bên đây là 1.300 đó, thì đổi ra tiền 1.300 thì đổi ra tiền Việt Nam thì nhiều người cũng biết. Đó, bây giờ cho đô là rồi đó, giờ không biết đường xài luôn. Bên này mở máy tính sao đây? Baby, calculator. Yes. Này không có máy tính luôn. À đây máy tính đây. Bây giờ là 1.300 nè, nhân cho 23 là wow. 29.900.000. Gần 30 triệu. Việt Nam này cái này nhiêu cái mấy bạn? 256GB. iPhone XS Max màu vàng. Trời ơi, 29 triệu. Thôi cái này là Ngọc, cái này là Ngọc không mến rồi đó, nhiều quá, nhiều tiền quá. Bye bye everybody. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip này nha. Hy vọng là Ngọc có thể chia sẻ gì với mọi người một cái phần nào đó về cái trời gì vậy trời. Gì vậy trời. Lát rồi đó. Thì chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video clip tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Say bye bye. Bye bye đi chay. Bye bye đi chay. Bye bye. Còn nè. Ôm em gấu nè, ôm em gấu bye bye cô chú nè. Bye bye cô chú đi con. Đó, ôm em gấu đó con. Nè con nhìn cô chú kìa. Nhìn cô chú kìa. Bye bye. Bye bye. Quậy quá.